Tâm linh là gì? Với câu hỏi này, hầu hết mọi người sẽ liên tưởng tới những gì thuộc về sự thần bí, về tôn giáo. Trên góc nhìn của tôi, có một nhận thức phổ biến hơn rằng tâm linh và tôn giáo là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Tâm linh và tôn giáo đều là những cấu trúc độc đáo và khác nhau, nhưng thực sự rất khó để xác định tâm linh một cách cụ thể và sự vận hành của nó. Một phần của sự nhầm lẫn đối với một số thuật ngữ như nguồn, cầu nguyện, thiền định, thức tỉnh tâm linh là những từ ngữ được sử dụng trong bối cảnh của phạm trù tâm linh, nhưng hầu như luôn được gắn liền trong bối cảnh cấu trúc tôn giáo. Vì lý do này, định nghĩa về tâm linh trở nên rất quan trọng, vì nó cung cấp khả năng tiếp cận cho những người thuộc bất kỳ tín ngưỡng nào, không có tín ngưỡng hoặc tín ngưỡng lẫn lộn với một xu hướng nhận thức về tâm linh vượt qua tôn giáo. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một căn phòng đông người, trong đó mỗi người được hỏi về tôn giáo của mình. Một số sẽ mô tả việc họ có niềm tin vào một tôn giáo cụ thể. Những người khác thì từ bỏ tôn giáo mà mình đã từng đi theo. Một nhóm người sẽ mô tả về việc họ không theo một tôn giáo nào và hiện đang tìm kiếm một tôn giáo phù hợp. Và cuối cùng, có những người sẽ mô tả rằng họ không quan tâm đến tôn giáo, cũng chẳng phụ thuộc vào dòng thời gian, quá khứ, hiện tại hay tương lai. Nói cách khác, tôn giáo là thứ mà chúng ta có thể có hoặc không. Đó là thứ mà chúng ta có thể đạt được, mất đi, tìm kiếm hoặc từ chối. Mặt khác, tâm linh là thứ mà mọi con người đều có. Từ spirituality, tâm linh, xuất phát từ tiếng Latin, có nghĩa đen là spiritus, hơi thở, là biểu hiện của sự sống. Điều quan trọng nhất mà chúng ta có, đó là cuộc sống này. Và cách mà cuộc sống biểu hiện thông qua chúng ta, thì tất cả chúng sinh đều cảm nhận được thực tại đó qua từng hơi thở. Thiền, chủ động trong từng hơi thở với từng bước đi, từng cái chạm, từng thời khắc của thực tại. Vì vậy, định nghĩa đơn giản nhất về tâm linh đó là hơi thở cuộc sống. Với định nghĩa này, chúng ta trở nên ít quan tâm hơn đến việc đặt câu hỏi về niềm tin thần học và lựa chọn lối sống ra sao. Tâm linh được đặc trưng bởi sự kết nối, nhận thức chánh niệm và biết ơn mọi biểu hiện trong cuộc sống. Do đó, tâm linh không lành mạnh được đặc trưng bởi sự mất kết nối, thiếu nhận thức và từ chối cuộc sống. Tâm linh được thể hiện rõ ràng khi một người sống trung thực, có trách nhiệm và mối liên hệ thực sự với bản thể, với những người khác và cuộc sống. Khi hiểu về tâm linh, mỗi chúng ta mang theo trong mình tình yêu cuộc sống, ý thức trong từng biểu hiện của thực tại, từ đó có can đảm để đối diện và vượt qua những trải nghiệm trần thế, có can đảm để sống, thực sự dấn thân một cách sâu sắc. Chúng ta phải đối mặt với rất nhiều biến cố bất ngờ xảy ra trong cuộc sống, rất nhiều thất vọng và rất nhiều thử thách. Cho dù mỗi người chúng ta là duy nhất, nhưng tất cả chúng ta đều chia sẻ một câu chuyện quen thuộc. Đó là tình yêu và sự mất mát, sức khỏe và bệnh tật, niềm hạnh phúc và sự hoài nghi. Trong giai đoạn chuyển hóa này, chúng ta luôn bị tác động bởi tâm trí vẽ ra những kịch bản về tương lai thế giới, những phân tích từ tiềm thức ám ảnh của định hướng tôn giáo, của chiến tranh, đói khổ, sụp đổ hệ thống chính trị, tài chính, suy sụp niềm tin. Tuy nhiên, điều gì xảy ra đều có nguyên do của nó. Chúng đều phục vụ cho trải nghiệm cuộc sống. Để vượt qua, để tìm thấy niềm vui trong bóng tối, cần có lòng can đảm. Hay nói cách khác, cần có niềm tin. Cô đơn không đáng sợ, chỉ khi trái tim lạnh giá thì mới là đáng sợ nhất. Khi chúng ta hiểu rõ về tâm linh, chúng ta học được cách tin tưởng vào tình yêu cuộc sống, tình yêu con người một cách chân thành, và ở đó sẽ không còn tồn tại sự sợ hãi nào nữa. Một thay đổi nhỏ trong quan điểm có thể tạo ra phép màu.
Chúng ta nên biết ơn vì chúng ta còn đang biểu hiện tự nhiên với từng hơi thở, từng nhịp sống. Chúng ta nên làm tất cả những gì cần làm để bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng một người có nhận thức tâm linh không nên có bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài bình yên, hạnh phúc, niềm vui hay tình yêu. Tuy nhiên, không hẳn là như vậy. Chúng ta ở đây để trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc. Chúng ta hoàn toàn có thể tức giận, khó chịu, buồn bã, thất vọng, không vui hoặc lo lắng. Nó sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng khi chúng ta lựa chọn giữ và kìm nén sự bức bối trong lòng. Từ chối giải phóng năng lượng tiêu cực cũng có thể gây hại cho cơ thể vật lý. Cảm nhận bóng tối, sự cô độc sẽ cho chúng ta nhạy cảm nhiều hơn với những cảm xúc tích cực. Có thể sẽ mất một thời gian và nỗ lực để mọi cảm xúc tiêu cực tan biến hết. Nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Vậy nên, cứ để những điều tiêu cực biểu hiện một cách tự nhiên. Chỉ cần nhớ rằng, những cảm xúc đó gắn liền với trách nhiệm của mỗi chúng ta. Chủ động trải nghiệm nó, chứ không để nó chi phối hành vi. Việc trút bỏ sự tiêu cực lên những người xung quanh hoặc làm tổn thương người khác trong trường hợp này không khi nào được khuyến khích, và điều đó có thể tạo ra những kết quả không mong muốn. Hãy dành thời gian riêng tư cho bản thân, tìm kiếm một không gian phù hợp và để mọi năng lượng tiêu cực diễn biến một cách tự nhiên. Hãy đưa nó vào những sáng tạo nếu có thể. Hãy đưa năng lượng đó vào hội họa, âm nhạc, thi ca. Hãy để sự điên loạn có cơ hội hiện thực hóa thành tác phẩm. Một khi chúng không còn mắc kẹt lại trong cơ thể nữa, chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn cho tình yêu vô điều kiện và sự tha thứ. Chúng ta thường nghĩ rằng tâm linh là những gì liên quan tới thiền định, yoga, reiki, thôi miên hay những thứ tương tự như vậy. Nhưng không hẳn mọi thứ diễn ra theo cách như thế. Một số người thức tỉnh về mặt tâm linh, mặc dù họ chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ kỹ thuật thiền định hay gặp gỡ, tìm hiểu bất kỳ giáo lý tâm linh hay tôn giáo nào. Họ thức tỉnh đơn giản vì họ không thể chịu đựng được hoàn cảnh và trạng thái xảy ra trong thực tại này được hơn nữa. Đó chính là vai trò của nơi đây, trái đất này, cơ thể này, một môi trường hoàn toàn phù hợp cho việc thúc đẩy sự thức tỉnh thông qua việc cảm nhận sự đau khổ, sợ hãi, sự sở hữu, tồn tại thông qua dòng thời gian. Đó chính là môi trường phù hợp kích hoạt sự tỉnh thức. Cơ thể của chúng ta chính là nơi giúp ta đặt câu hỏi cho những điều đã và đang xảy ra xung quanh, và chính nơi này giúp cho ta tìm thấy câu trả lời. Khi ta chối bỏ nó, chối bỏ thực tại này, ta không tìm thấy điều gì, nhận ra điều gì khác nữa, và câu hỏi vẫn còn ở đó. Nếu cảm thấy sợ hãi, hãy sợ hãi. Nếu đau khổ, hãy đau khổ. Nếu hạnh phúc, hãy hạnh phúc. Nếu yêu, hãy yêu. Bởi đó chỉ là những trải nghiệm để đối diện, để hiểu và vượt qua. Tâm linh thực sự giúp chúng ta đối diện với cuộc sống thường ngày của mình. Nó kết nối ta với hành động thực tiễn trong cuộc sống bằng những kích hoạt liên quan tới tinh thần và tâm trí, như việc rời bỏ một công việc không mong muốn hay một mối quan hệ nhiều tổn thương, thay đổi cuộc sống của mình, dám theo đuổi ước mơ, dám chịu đựng những hoàn cảnh bất khả thi để tìm kiếm đam mê, dám nói những gì mình nghĩ và cảm nhận của mình đối với những người xung quanh, dám nghĩ và làm những gì bản thân cảm thấy phù hợp, dám làm ngược lại tất cả những gì chúng ta đã được dạy bảo. Dấn thân, sẵn sàng phá bỏ các quy tắc theo cách áp đặt, những giáo điều và vượt ra ngoài đúng hoặc sai. Đó chính là tâm linh. Đó là những gì thuộc về tâm linh. Xin hãy hiểu rằng tôi không phán xét bất kỳ tôn giáo nào. Tôi chỉ đang chia sẻ góc nhìn riêng của mình và mong bạn hài hòa suy ngẫm về nó. Nhân loại hiện nay cần một kiểu tư duy tôn giáo và tầm nhìn tâm linh mới. Những niềm tin và giá trị tôn giáo hạn hẹp, phi khoa học và giáo điều của quá khứ cổ đại. Tôi sẽ dành một bài riêng phân tích về khởi nguồn của tổ chức xã hội nguyên thủy hàng trăm nghìn năm trước đây
và tôn giáo đa thần, độc thần đến từ đâu? Đã thất bại trong thế giới phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ hiện đại ngày nay, đặc biệt là giữa các nhóm xã hội gồm những người có tư duy logic, duy lý và có trí tuệ. Tâm linh phải được thiết lập dựa trên sự thật khoa học, không phải là mê tín. Bất chấp số lượng lớn các tôn giáo được sáng lập và sự phổ biến của những tôn giáo này rộng khắp trong xã hội, tuy nhiên, nhiều cuộc chiến tranh nhân danh tôn giáo đã xảy ra trên khắp thế giới. Những cuộc thánh chiến, xung đột về hệ thống tư tưởng đã gây ra sự tàn phá nặng nề các vùng lãnh thổ, nền văn minh và gây ra cái chết của biết bao con người. Thay vì đóng vai trò làm giảm xung đột và chấm dứt bạo lực, các tôn giáo có tổ chức lại trở thành nguyên nhân chính gây ra chiến tranh. Các tranh chấp tôn giáo phi khoa học, bảo thủ và rất phi logic đã gây ra nhiều cuộc chiến tranh khác nhau trong lịch sử nhân loại giữa các phe xung đột như Israel, thế giới Ả Rập, Ireland, Anh, Hindustan, Pakistan, Bosnia, Herzegovina, Afghanistan, Iraq và rất nhiều phe phái khác nữa. Đa phần các tôn giáo đều có một thành tích nghèo nàn khi nói đến việc chấp nhận sự thật khoa học. Nhiều tôn giáo bị suy diễn, bóp méo khác hoàn toàn với nguyên gốc tinh tuyền ban đầu, chỉ để phục vụ mục đích của một bộ phận tầng lớp thống trị trong xã hội. Suy nghĩ rất hạn hẹp của giáo hội Công giáo đã được chứng minh khi trong tòa án dị giáo đã cố gắng tuyên án tử hình đối với Galilei vì việc thừa nhận thuyết nhật tâm của ông. Những người cuồng tín vào kinh thánh tin rằng Chúa nói rằng trái đất phẳng và mặt trời quay quanh trái đất đã kết tội Galilei vì phát hiện của ông rằng trái đất hình cầu và quay quanh mặt trời. Nhiều thế kỷ sau, khi đoàn tàu hỏa lần đầu tiên được phát minh, các nhà thờ Anh đã tạo ra ảo tưởng trong công chúng rằng xe lửa là phương tiện của ma quỷ dẫn đến địa ngục và không ai nên sử dụng nó. Do sự gia tăng tôn giáo dựa trên những niềm tin ấu trĩ như vậy, những người có lý trí đã mất dần niềm tin vào tôn giáo. Thực tế là thời điểm hiện tại, những người trẻ tuổi có nhận thức dần dần không còn tham gia vào bất kỳ tôn giáo có tổ chức nào và sự phổ biến của các tôn giáo đang giảm dần. Ở những nước chưa phát triển, các nền văn hóa chưa thực sự thừa nhận các sự thật khoa học, các tôn giáo của phương Đông cũng ẩn chứa trong đó những giáo điều mê tín và bảo thủ. Sự mê tín đã làm nảy sinh chủ nghĩa định mệnh và tiếp tay cho sự bóc lột của chế độ phong kiến, phân biệt chủng tộc, không có tự do, tảo hôn, coi thường phụ nữ, các tập tục hiến tế đều hoạt động theo các nguyên tắc tôn giáo. Các tôn giáo hy sinh khoảnh khắc hiện tại của mỗi cá nhân và thay vào đó nhấn mạnh vào cuộc sống hướng tới tương lai, một cuộc sống bị vây hãm bởi lòng ham muốn chạm tới thiên đường và nỗi sợ hãi địa ngục. Rất nhiều các tôn giáo trên thế giới đều ủng hộ việc đàn áp tình dục. Điều này đã gây ra sự biến thái tình dục và các hoạt động tình dục phi tự nhiên trong xã hội và đã tạo ra những mô hình xã hội bị ám ảnh bởi tình dục. Ngay cả trong thế kỷ 21, những sự thật cơ bản về tâm lý và sinh lý học vẫn không được các nhà lãnh đạo tôn giáo chấp nhận. Đối lập với những nhu cầu tự nhiên và niềm vui của cuộc sống, các tôn giáo có tổ chức và hệ thống hóa đã tạo ra xu hướng ở con người trở nên bi quan, bạo dâm và khổ dâm. Rất nhiều thiên tài lỗi lạc của thế kỷ trước không thể tự điều chỉnh mình theo các chuẩn mực và giá trị phi logic và phi khoa học của các tôn giáo có tổ chức. Tri thức và tư duy khoa học mở rộng ngày càng bị bóp nghẹt bởi những hạn chế của tôn giáo. Nhân loại đang tìm kiếm bầu trời tôn giáo tự do và mở rộng. Bầu trời có thể tập hợp những nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý của những bộ óc vĩ đại như Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Wilhelm Reich, Erich Fromm, hay những khám phá và phát minh khoa học của Nikola Tesla, Albert Einstein, Stephen Hawking và những người khác. Cả người hữu thần và người vô thần sẽ được đưa vào một quan điểm tôn giáo mới, nơi mà sự tồn tại của tất cả mọi người sẽ được tôn trọng như nhau, mặc dù có sự khác biệt về đức tin cá nhân, sự đa dạng về tư tưởng hoặc trạng thái cảm xúc chi phối trái ngược nhau. Nhân loại mới nên thoát khỏi mọi khuynh hướng phá hoại, áp đặt
tẩy não về tâm trí để phát triển thành một nền văn hóa song hành, tồn tại giữa các hệ tư tưởng một cách cân bằng và hài hòa hơn. Hầu hết các tôn giáo đều cảnh giác với việc chấp nhận sự thật khoa học, và kết quả là những người duy lý đã mất niềm tin vào tôn giáo. Chúng ta cần coi trọng sự phát triển về tinh thần và sự thịnh vượng về vật chất như nhau. Chúng ta không cần phân biệt giữa đời sống vật chất và tinh thần, bởi mọi hình thức trốn tránh và phủ nhận thực tại vật chất đều là một sự xúc phạm đối với tâm linh. Tâm linh không đến từ tôn giáo, nó đến từ tâm hồn của chúng ta. Chúng ta đừng nhầm lẫn giữa tôn giáo và tâm linh. Tôn giáo là một tập hợp các quy tắc, quy định và nghi lễ do con người tạo ra, được cho là để giúp đỡ con người về mặt tinh thần. Do sự bất toàn của con người, tôn giáo đã trở nên không còn phù hợp, phục vụ mục đích chính trị, chia rẽ và là công cụ để tranh giành quyền lực. Tâm linh không phải là thần học hay hệ tư tưởng. Nó chỉ đơn giản là một lối sống thuần khiết và nguyên bản như được ban cho bởi nguồn. Và nguồn ở đây được hiểu là mức độ ý thức của chính chúng ta ở những rung động quãng tám cao hơn. Tâm linh là một mạng lưới liên kết chúng ta với năng lượng nguồn, năng lượng vũ trụ và với nhau. Một tôn giáo hoàn toàn mang tính khoa học cần được ủng hộ, và tôn giáo khoa học đó có tinh thần từ bi. Khoa học càng cố gắng làm cho cuộc sống của con người trở nên dễ dàng hơn, thì con người càng bị mất đi tính tâm linh trong mình. Trong khi sự sung túc về vật chất ngày càng gia tăng, thì sự nghèo đói về nội tâm đang ngày càng ăn sâu vào tâm hồn mỗi con người. Chúng ta cần hài hòa để vượt ra khỏi sự mất cân bằng này. Cả nội dung bên trong và bên ngoài đều cần được bồi đắp. Sự phát triển của khoa học và công nghệ để hướng tới sự sung túc bên ngoài và thực hành các liệu pháp tâm trí để phát triển tâm linh bên trong đều quan trọng như nhau. Chúng ta là những sinh vật tâm linh có kinh nghiệm của con người. Tâm linh là thực tại, và mọi thứ vật chất hay năng lượng đều là một phần của thực tại đó. Chúng ta trải nghiệm cuộc sống như một con người để chúng ta có thể học hỏi, trưởng thành và tiến bộ về mặt tinh thần. Cuộc sống trên trái đất là để học những bài học. Hãy tiếp tục sống một hành trình cuộc đời theo cách trọn vẹn nhất và coi mỗi ngày mới là một cơ hội mới. Và nhớ rằng chúng ta ở trên trái đất này là có lý do. Đây là thiên đường và cũng là địa ngục, là ánh sáng và cũng là bóng tối, là niềm vui ngây ngất và cũng là sự cô độc tột cùng. Vậy nên không cần phải lo lắng hay vội vàng bỏ cuộc hay rời đi đâu khác. Không cần phải sử dụng sức mạnh ý chí theo lối tư duy cũ để thoát khỏi sự tiêu cực và bế tắc, mà cần biết cách lựa chọn để phù hợp với những điều sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Cuộc sống là một quá trình hình thành, một tổ hợp các trạng thái mà chúng ta cần trải qua. Mọi người thất bại bởi họ muốn chọn lựa một trạng thái cụ thể rồi định danh bản thân trong thực tại đó. Và hành trình kết thúc ngay từ khi bắt đầu theo cách như thế. Tiềm năng của chúng ta không bắt đầu từ quá khứ. Trong bất kỳ thời khắc nào, chúng ta đều có thể lựa chọn để giải phóng năng lượng hướng tới một tương lai rộng mở hơn. Cuối cùng, chúng ta nhận biết một cách sâu sắc rằng sự đối lập của mọi nỗi sợ hãi chính là sự tự do. Với việc nhận biết về mức độ ý thức rung động cao hơn, chúng ta tồn tại trong cơ thể vật lý để có trải nghiệm của con người. Mỗi người trong chúng ta, để mở rộng ý thức, đã luôn tìm cách học hỏi những bài học khác nhau và gặp gỡ những con người khác nhau trên hành trình cuộc sống. Tất cả chúng ta đều đi trên những con đường khác nhau, và đối với những mối quan hệ trong cuộc đời, chúng ta có thể nhận thấy rằng con đường của riêng mình khác với con đường của số đông. Đôi khi, chúng ta cảm thấy tiến hóa về mặt tâm linh hơn những người xung quanh mình. Và nếu vậy, điều đó có nghĩa là gì? Nghĩ rằng mình tiến hóa về mặt tâm linh hơn người khác có thể là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần nỗ lực phát triển bản thân nhiều hơn. Suy nghĩ này có thể tạo ra sự chia rẽ giữa chúng ta và những người khác, một ảo ảnh không phản ánh sự hiện diện sâu sắc bên trong bản thể. Một phần của việc trở nên kết nối tâm linh sâu sắc hơn, đó là thực hành không phán xét.
Nếu chúng ta thấy mình đang phán xét người khác về mức độ tâm linh của họ, thì đó có thể là phần ý thức rung động cao hơn đang khuyến khích chúng ta thực hiện nhiều công việc nội tâm hơn. Tất cả chúng ta đều là hình ảnh phản chiếu của nhau. Vì vậy, bằng cách cho rằng người khác phát triển về mặt tâm linh thua kém hơn, có lẽ đó là cách linh hồn của ta muốn nhắc nhở rằng chúng ta cần hướng nội nhiều hơn. Cũng có một niềm tin phổ biến rằng một khi chúng ta trở thành một thực thể tâm linh, ta cần thể hiện điều đó thông qua thiền định, yoga, ăn chay và các phương thức khác. Mặc dù những thực hành này đã hỗ trợ sự phát triển cá nhân của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng cần thiết cho tâm linh. Ngoài ra, không có cái gọi là trở thành một thực thể tâm linh, bởi vì tất cả chúng ta vốn dĩ đều là những thực thể tâm linh. Nếu ta nghĩ rằng mình tiến hóa hơn về mặt tâm linh so với những người khác, thì đó có thể là do cái tôi của ta đang nói, và đó là cốt lõi gây nên sự căng thẳng trong nội tâm và những mối quan hệ với mọi người xung quanh. Nâng cao mức độ ý thức thông qua các mối quan hệ sâu sắc sẽ diễn ra thế nào? Luân xa tim được đặt ở trung tâm của cơ thể và là cực kết nối giữa các luân xa cao hơn và thấp hơn. Do đó, khi năng lượng Kundalini kích hoạt trong hệ thống của chúng ta và di chuyển về phía hệ thống luân xa đám rối thần kinh mặt trời, luân xa ba màu vàng, mạng dây thần kinh ở bụng, trung tâm phân phối năng lượng, luân xa liên quan đến các mối quan hệ, ý thức của chúng ta sẽ mở rộng và chúng ta nhận thức được những phần còn ẩn giấu của ý thức cao hơn cũng như thế giới vô thức của mình. Năng lượng làm tan chảy những cảm xúc bị kìm nén và ẩn giấu của chúng ta. Những cảm xúc này được giải phóng vào tâm trí có ý thức của chúng ta để chúng ta có thể thừa nhận, hòa nhập và buông bỏ chúng. Và chính điều này là tác nhân cho hành trình bóng tối linh hồn mà tất cả mỗi người chúng ta sớm hay muộn đều cần phải đối diện và qua đó có được nhận thức sâu sắc hơn về chính mình. Chúng ta gặp được những đồng bộ năng lượng sâu sắc với một người khi chúng ta sẵn sàng đi sâu vào thế giới nội tâm và thức tỉnh con người thật của mình. Chúng ta thường gặp được mối lương duyên này khi chúng ta ít mong đợi và kỳ vọng nhất, và họ bất ngờ xuất hiện như một chất xúc tác để thúc đẩy hành trình nhận thức về cuộc sống của chúng ta. Gặp gỡ một người đồng điệu với tâm hồn sẽ đốt cháy ngọn lửa bên trong để thúc đẩy sự phát triển tâm linh. Luân xa đám rối thần kinh mặt trời tác động đến nhận thức bởi vì luân xa tim được kích hoạt từ rung động cảm xúc trong một mối quan hệ nảy sinh. Nó quản lý khả năng yêu thương và từ bi của chúng ta. Chúng ta trải nghiệm và kiểm soát cảm xúc của mình bằng luân xa tim, dù là tích cực hay tiêu cực. Những rung động này có thể rất đa dạng. Có thể là sự cảm thông, sự thấu cảm hay những tổn thương và khổ đau phát sinh. Luân xa tim hoạt động dựa trên tình yêu vô điều kiện, nên cần đảm bảo rằng những cảm xúc mà mỗi người trong mối quan hệ hiện hữu đang đối mặt sẽ rất mãnh liệt và đam mê, khiến nó trở thành một trong những bản chất tâm linh mạnh mẽ nhất. Và cần nhớ rằng sóng năng lượng từ tim mạch gấp 60 lần sóng năng lượng từ não bộ. Vì vậy, rung động cảm xúc sẽ biểu hiện trước khi tâm trí có thể lên tiếng. Hơi thở hài hòa chính là chìa khóa để kiểm soát và điều phối nó. Hãy cân bằng và tự nhiên đón nhận mọi trạng thái cảm xúc được đưa đến, và chúng ta sẽ khai thông luân xa đám rối thần kinh mặt trời. Từ đó, sự bùng nổ của năng lượng thông suốt giúp cho chúng ta nhìn nhận về tình yêu và lòng trắc ẩn trong mối quan hệ sẽ thăng hoa và mãnh liệt hơn.